Tâm Việt kính chào khách quý. Video lần trước Tâm Việt đã có làm video đó là review chi tiết và hướng dẫn tất cả các nút về mẫu loa mới nhất của Tâm Việt, đó là T6, T9. Thì hôm nay cũng là một video test cho mọi người. Thì hôm nay với chủ đề Tâm Việt sẽ là test nhạc của chiếc loa T6, T9. Và Tâm Việt sẽ test về karaoke, đó là hát karaoke trực tiếp với chiếc loa T6, T9 của chúng ta. Thì trước tiên thì Tâm Việt sẽ là test hai thể loại nhạc để cho mọi người hình dung ra và mọi người có thể nghe và cùng trải nghiệm. Loại nhạc thứ nhất Tâm Việt test đó là nhạc bolero nha mọi người nha. Và dòng nhạc thứ hai Tâm Việt test sẽ là dòng nhạc test loa bass cực mạnh nha mọi người nha. Rồi và bây giờ mời cameraman quay lại về chiếc bo mạch của chúng ta. Thì bây giờ trên thông số bo mạch volume bass check mình sẽ để là 50% hết nha mọi người nha. Thì mình sẽ để 50%, rồi xíu nữa khi trong thời gian test mình sẽ tăng lên là 75% nha mọi người nha. Rồi và trên chiếc điện thoại của chúng ta Tâm Việt đã kết nối sẵn Bluetooth và chuẩn bị bài hát luôn rồi. Thì Tâm Việt sẽ để là âm lượng 100% luôn nha mọi người nha. Rồi ok mọi người. Và bây giờ ca khúc test đầu tiên về thể loại nhạc đó là ca khúc test nhạc bolero. Ngày vàng đón mùa xuân mới ra, chiều ba ơi mấy đứa trọn nhành mai thật đẹp tặng cho nhau làm quà. Thời gian như nước trôi xuân qua rồi xuân tới, bạn bè gửi mỗi nơi mấy chúng mình không gặp lại. T6, T9 nha mọi người nha. Đó là dòng nhạc là bass cực mạnh nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh lại âm lượng là 50% như lúc ban đầu mình đã test thể loại nhạc trữ tình nha mọi người nha. Rồi xíu nữa mình sẽ tăng lên 75% nha mọi người. Rồi bây giờ trên âm lượng của điện thoại mình vẫn giữ là 100% luôn nha mọi người nha. Rồi và bây giờ cái khúc thứ hai là mình sẽ test là thể loại nhạc là nhạc bass cực mạnh nha mọi người. Thank you.
đúng là không hổ danh là T sao T9 luôn mọi người ạ. Chiếc loa của chúng ta đập bass rất chi là phê luôn mọi người nha. Nếu mọi người có thấy chiếc loa T sao T9 này đập bass có phê như thế nào thì mọi người hãy cùng bình luận bên dưới để cho Tâm Việt cùng xem và cùng biết trải nghiệm của mọi người như thế nào nha. Rồi, và ok mọi người, bây giờ tới là bài test thứ hai của Tâm Việt. Đó là bài test về karaoke trên chiếc loa T sao T9. Thì bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn một ca khúc, và ca khúc có mang tên là Chiều Sông Ga nha mọi người nha. Một ca khúc bolero để cho mọi người xem thử là dòng loa bass cực mạnh này hát bolero có phê không ạ. Rồi, và bây giờ là trên thông số của loa mình sẽ để là volume là khoảng là 75% nha mọi người. Mình sẽ giảm một xíu volume của nhạc xíu xuống, mình tăng volume của micro lên khoảng là 65%. Rồi, bass chép mình để 50%, echo, delay, repeat mình để khoảng 40% nha mọi người nha. Cho ta nhiều lưu luyến, chuyện về
tàu còn đây ta đã xa xa nhau rồi. Người chờ ơi đi ai không thương mà không nhớ. Trời càng về khuya đêm hắc như sương lan xa. Lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân ga. Trời càng về khuya đêm hắc như sương lan xa. Ok mọi người, vừa qua đó là bài test karaoke của Tâm Việt đối với dòng loa T6 T9. Thì video test của Tâm Việt hôm nay với chủ đề là test về hai thể loại nhạc, đó là bolero và một thể loại nhạc mạnh đối với dòng loa T6 T9 và test karaoke. Thì mọi người có cảm nhận như thế nào về bài test này của Tâm Việt thì mọi người hãy cùng bình luận bên dưới để cho Tâm Việt biết cảm nhận của mọi người nha. Và video của Tâm Việt cũng đến đây kết thúc rồi. Và mọi người nhớ bấm đăng ký kênh và bấm nút chuông theo dõi của Tâm Việt khi Tâm Việt ra những video mới nhất nha mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ.